khai mở bởi những người tiên phong can đảm. Minh chứng cho những khát khao mạnh mẽ. Biến những điều không thể thành có thể. Ngọn lửa khởi sinh được vun đắp để rồi gửi trao bằng lòng tin tưởng và rồi rực cháy bằng nhiệt huyết. Ngàn trái tim thắp sáng niềm tin, thắp sáng con đường 40 năm đồng hành và phát triển. Niềm tin ấy tạo ra sức mạnh, cổ vũ tinh thần để rồi cùng nhau chinh phục những đỉnh cao, khẳng định tên tuổi, khẳng định giá trị mang tên DNG. Cùng đi qua khó khăn, không chùn bước, với niềm tin sắt son và sự gắn kết tuyệt đối. Chúng ta tự hào tạo ra các giá trị bền vững, không chỉ cho chúng ta mà còn cho tất cả mọi người. Cùng kề vai góp sức vì một Thái Nguyên hội nhập, vì một Việt Nam thịnh vượng. Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG xin chia sẻ thành công ngày hôm nay. Trân trọng những đóng góp của ngôi nhà chung TNG khắp tỉnh Thái Nguyên và cả nước. Cùng phấn đấu cho một đại gia đình TNG lớn mạnh và vươn cao hơn nữa.